Văn Toàn. Cú phát động tấn công bằng tay rất chuẩn xác của Đặng Văn Lâm. Đã khá lâu rồi chúng ta mới chứng kiến một tình huống phát động bằng tay kiểu như của các thủ môn. Rất chính xác, đường chuyền lên là của Duy Mạnh. Công Phượng rất khó tin với những pha. Công Phượng, Văn Toàn, bên kia là Công Phượng, đối mặt. Rất tiếc là không kịp. Có một sự chủ quan nhất định. Đã hơn một lần chúng ta thấy hàng phòng ngự của họ bộc lộ rất nhiều những khoảng trống, truyền bóng mắc lỗi nhiều và đứng vị trí thì rất sai. Chỉ có điều là đoạn cuối của các pha tấn công, đội tuyển Việt Nam chưa có được đầy đủ sự sắc bén để có thể đánh bại được những hậu vệ cuối cùng của Curaçao mà thôi. Rõ ràng bóng đá của vùng Caribe luôn có sự tài tử. Ở trận đấu trước ở Thái Lan, Công Phượng đã vào sân ở những phút cuối và chơi rất tốt. Anh đã rất nỗ lực. Hungary, số 16 Enson Hoy và số 19 là Miguel Arias, huấn luyện viên trưởng của Thao ngày hôm nay đều đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có 7 người chơi ở Hà Lan. Và bắt đầu không kịp. Người vừa văng lên là Phan Toàn, cầu thủ đã rất nhịp nhàng. Văn Toàn dứt điểm. Người Honduras cũng là đại diện của khu vực Trung Mỹ, đã từng tham dự Kings Cup vào năm 2015. Tất nhiên đó là đội tuyển U20 mà ông Park Hang-seo dành cho tất cả mọi người. Văn Toàn, không phải, đó là Công Phượng. Áp sát Công Phượng là Ricky Lechman. Chúng ta xem lại pha phối hợp giữa bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Họ rất hiểu nhau. Theo chúng tôi thì việc ngày hôm nay ông Park Hang-seo để Công Phượng đá chính là rất hợp lý. Cầu thủ áo đỏ đã nhập cuộc một cách tự tin, sẵn sàng. Pha xoay sở tốt của Công Phượng, quả phạt cho đội tuyển. Cướp bóng, Công Phượng dứt điểm, không được, góc sút quá hẹp rồi. Pha bằng da của Victor Rum cũng rất kinh nghiệm, anh đã làm hẹp góc sút. Chúng ta xem lại sai lầm bất ngờ của cầu thủ Curaçao. Đó là sự khó khăn của hàng thủ Curaçao khi gặp phải cách đá pressing rất quả cảm của cầu thủ Việt Nam. Anh Tùng ạ, rõ ràng là tốc độ của Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải đã gây ra rất nhiều khó khăn. Phút đã qua, khi mà đối phương không theo Quang Hải thật nhiều thì số 19 của đội tuyển Việt Nam cần phải thể hiện nhiều hơn. Cú dứt điểm là của Văn Toàn. Vẫn là anh đang bên phải anh Tùng ạ. Chúng ta đang có những pha bóng rất hay ở cánh phải với sự mặt của Trọng Hoàng. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ra là cách theo người, cách tổ chức đeo bám của cầu thủ Curaçao là rất sơ hở. Có rất nhiều đất để cầu thủ áo đỏ có thể giữ bóng, triển khai lối chơi một cách mạch lạc. Và vừa rồi là một pha bóng rất sáng trường, rất đẹp. Không kịp. Đường chuyền có thể nói là như đặt của Xuân Trường dành cho Văn Toàn. Toàn đã khống chế được bóng nhưng không làm động tác che bóng. Và hậu vệ đối phương thì vẫn phát huy được sự chính xác ở đoạn cuối cùng. Gần 2 năm. Tình huống chọn vị trí và tham gia vào lối chơi được thực hiện bởi Văn Hậu là một pha bóng đáng chú ý. Cầu thủ chơi cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Cú chạm bóng tiếp theo là của Quang Hải và bây giờ là Công Phượng. Đột phá. Dứt điểm. Đáng khen cho sự táo bạo của Công Phượng vì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong một tình huống mà đồng đội không lên kịp, Công Phượng đã quyết định dứt điểm. Đến điểm này thì sau một quãng di chuyển, sức đã bị giảm và cú đá không được như ý. Lại là tình huống hỗ trợ phòng ngự của Văn Toàn. Và trả bóng tiếp theo là của Công Phượng. Văn Toàn rất tỉnh táo. Công Phượng
Văn Toàn. Cú chạm bóng tiếp theo là của Công Phượng. Văn Toàn rất nhanh nhẹn, tiếp tục đột phá. Những pha bóng có thể nói là rất đáng